Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phú, xin cảm ơn các vị khách quý. Và thưa quý vị, trong bất kỳ một chương trình truyền hình thực tế nào thì nhân vật quan trọng nhất tôi nghĩ rằng đó chính là các thí sinh. Chính họ sẽ là người làm nên thành công của chương trình và chất lượng thí sinh như thế nào. Tức là phải có thí sinh để cho giám khảo còn có người để mà chấm điểm. Thì cứ mỗi một mùa, trước một mùa thì bao giờ chúng ban tổ chức rất là hồi hộp xem có cái năm nay mình sẽ casting được những thí sinh như thế nào. Và hôm nay quý vị nhìn ở trên sân khấu này thì đối với hình thí sinh của chúng tôi có lẽ là cũng hy vọng là quý vị cũng giống như chúng tôi, là sau khi mà casting xong hết, ngồi nhìn với nhau, ban tổ chức thở phào nhẹ nhõm, năm nay mình có một đội hình rất đẹp. Tôi xin là trân trọng giới thiệu các thí sinh mùa thứ 3 của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Từ phía bên này, trân trọng giới thiệu diễn viên ca sĩ Cao Mỹ Kim, ca sĩ Như Trang, vâng, ca sĩ Võ Hạ Trâm. Từ bên này xin được giới thiệu ca sĩ Trần Vũ, ca sĩ Mai Quốc Việt. Chúng tôi còn một thí sinh nữa, nhưng mà hiện giờ theo cập nhật mới nhất thì anh ấy đang ở trên mây, máy bay đang ở trên không, không biết khi nào hạ cánh. Đó là diễn viên ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng, thì hy vọng là anh ấy về kịp. Đấy là những người mà chúng tôi tin rằng họ sẽ là yếu tố hấp dẫn khán giả nhất của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, là các thí sinh của chúng tôi. Thì lát ở đây khi mà chúng tôi diễn, ngoài cái kiến thức của mình về những cái dòng nhạc xưa, bởi vì trước giờ thì rất là thích nhạc xưa, nhưng mà chưa tự tin để hát. Và cũng giống như Hạ Trâm, Cao Mỹ Kim và Như Trang là chọn dòng nhạc trẻ đi theo. Nhưng bây giờ thì mình đã định hình lại là mình, bây giờ mình cảm thấy là mình khá là tự tin với dòng nhạc này. Mình khá là an tường trong những cái quá trình mình nghiên cứu. Thì việc mới mạnh dạn thi một cái cuộc thi mà nó solo như thế này. Trước giờ thi những cái cuộc thi khác thì việc hát nhiều dòng nhạc, không riêng một dòng nhạc nào cả. Nhưng mà cuộc thi này thì riêng mình dòng nhạc xưa, cho nên là tất cả mọi thứ đều được chất lọc. Và hy vọng là sau cái chương trình này sẽ được phản hồi tích cực cho tất cả quý vị. Vâng, xin mời người làm công việc và xin mời các nhà báo chúng ta tiếp tục có những câu hỏi. Và tôi cũng xin là giới thiệu thêm một khách mời nữa, đây là người đã góp phần rất nhiều để làm đẹp cho các thí sinh của chúng tôi trong những diện mạo mà quý vị đang thấy. Em xin kính chào đại gia đình. Thưa quý đại gia đình, bây giờ như vậy, hai em là mới đi hát Bolero đúng không? Tôi cũng rất là có một điều rất muốn nói với tất cả các em về thế hệ sau. Làm thế nào hát Bolero là hay? Vấn đề là cái giọng hát của mình, có nhiều người đưa vị trí âm thanh sai, hát rất là mạnh, có cộng có nội lực, nhưng mà đưa vị trí âm thanh sai thành ra cái giọng bị cứng. Có nhiều người hát Bolero giọng nội lực không mạnh, nhưng mà tại sao người ta cảm được? Tại vì Ngọc Sơn huấn luyện rất là nhiều chương trình cho các học trò về Bolero, và từ nhà trẻ qua Bolero. Bây giờ Ngọc Sơn hát thì thảm thử cho cả nhà nghe mấy câu được không? Tương lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai. Cái A này là không có lên mũi nha. Đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng mà đó là giọng theo nhạc nhạc viện của trường nhạc, tôi xuất thân từ trường nhạc ra mà. Nhưng mà bây giờ để hát Bolero tốt thì vị trí âm thanh của những nhớ của Bolero nó khác. Đường lớn là khác, nhưng mà mình hát của Bolero. Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng chung bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những lần ta xa cách, em gói tròn yêu thương theo khắp miền hành quân. Vị trí âm thanh của những ơ và những cái ngay bây giờ các em hát Bolero thì dễ bị anh mỏi cái giọng á, đi ra cái âm o nó nằm ở trong này, cái âm nó không có hợp với Bolero, thì cho rất nhiều em nhạc trẻ qua hát bị vướng chỗ đó. Bolero nó có thể cộng về từ âm xoang
họng và xoang mũi nó đi một cách tự nhiên, nhằm cái nó ra, nhằm cái nó không. Nó nói về chi tiết về bolero thì rất là nhiều, nhưng vấn đề là cái tình cảm của cái bolero nó phải có. Thôi bây giờ Ngọc Sơn chỉ nói vậy thôi, và Ngọc Sơn là cố gắng hết sức mình để mà truyền đạt những kinh nghiệm hát làm sao thật là mạnh, thật là tốt, cống hưởng thanh nhạc thật tốt để cho thế hệ sau càng ngày càng phát triển và hát bolero càng hay, càng mạnh và tươi sáng nữa. Và đầu năm xin kính chúc đại gia đình những người rất đẹp ở đây, đẹp từ tấm lòng, đẹp ra những nụ cười, luôn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất và thành công may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Sơn. Đấy nhất, các bạn thí sinh đã có thể biết được anh Sơn sẽ đòi hỏi những gì. Nhưng mà lại cũng có một vị giám khảo khác rất là dễ thương và luôn luôn cho các bạn. Thì quý vị biết là cái tiếng hát, cái giọng hát đó là trời cho thôi. Nhiều khi mình xấu nhưng mà mình cất tiếng hát lên tự nhiên hay người ta thương mình. Mà khi người ta thương mình rồi cái gì mình cũng đẹp cho nên. Dạ. Và Sơn Tiền cũng rất là vui và tham dự một cái chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Và Tiền cũng đã làm với giám khảo qua một lần thì Sơn Tiền nhận xét là các em trong nước của chúng ta có rất nhiều nhân tài, có rất nhiều tiếng hát rất là hay. Nhưng mà giống như chị Phương Nhung nói, trước khi các em thi thì các em phải lựa và hợp với tiếng hát của mình thì dễ đưa đến cho khán giả nghe, rất là rót vào tai của khán giả thì mình sẽ tỏa sáng lên. Nhất là quan trọng là phải lựa bài để đúng với cái tiếng hát của mình. Chỉ một bài thôi, một người nghệ sĩ chỉ nổi tiếng một bài, chỉ hát một bài khi mà khán giả biết là cả nước đều biết. Cảm ơn tất cả quý vị. Vậy xin cảm ơn Sơn Tiền, rất là nhiều trước tiên đấy, không phải chỉ có một bài. Đối với Mạnh Đình thì khi mà hát dòng nhạc bolero là một cái dòng nhạc là nó như là một cái lời tâm sự. Cho nên khi mà mình hát, có thể dạy các em sau này, các em hát, giọng hát của em còn trẻ, cho nên giọng hát của em rất là mạnh. Hoặc là các em từ cái môi trường, từ những nhạc trẻ mà các em sang cái dòng nhạc bolero, giọng hát của các em rất là mạnh. Nhưng mà khi mà Mạnh Đình nói với lại các em rằng là dòng nhạc bolero nó như là một dòng nhạc mình tâm sự, tự sự để mình nói cho khán giả nghe, nói chuyện với khán giả nghe bằng tiếng hát, bằng âm nhạc. Cho nên là Mạnh Đình lúc nào cũng muốn rằng là các em, nếu mà các em giọng có mạnh lắm chẳng nữa thì các em cũng cố gắng ém cho nó nhẹ nhàng xuống, nó vuốt cho nó thật là nhẹ, nó như là nó thoáng như là một dòng suối nhỏ, cũng như là một ít một những áng mây nhẹ nhẹ bay trong một buổi chiều lãng mạn. Bởi vậy cho nên là đó là Mạnh Đình vậy, lấy một tí xíu thơ văn ra để Mạnh Đình nói là khi Mạnh Đình hát nhạc bolero là Mạnh Đình là ém giọng. Nhiều khi mình ém trong phòng thông thì mình có thể mình hát rất là ém, nhưng mà khi mà mình đã hát live ở ngoài thì mình không thể ém được, nhưng mà mình có ém được thì mình cũng dám cố gắng mình ém để cho cái tiếng hát của mình nó trao chuốt, nó nhẹ nhàng. Thì đó là những cái gì, giống như là một cái gì đó mà mình nói chuyện và mình tâm sự với lại những người nghe. Và mình không nghĩ rằng là lúc mà mình nói, mình hát một cái bài hát bolero, mình đừng có tưởng tượng rằng là mình hát cho bao nhiêu người nghe, mà mình hát cho cái người đối diện, và một người đó là những người thương của mình, cái người yêu nhất của mình. Đó là một cái câu tâm sự của Mạnh Đình. Còn thì, cô Phương Dung rất là thương cái cô thí sinh đó. Cô nói là đồ giám khảo xúc động, không để tâm. Và cái người đó còn nói nhiều nữa, nói 2-3 lần nữa với cái câu khác: cô là cái người lớn và ba má của cô đó khoảng bằng tuổi con của cô. Cô ân xá và cô quên, cô không có buồn mà cô cũng không có giận, nhưng mà cô tha thứ và cô nghĩ là còn quá trẻ. Thành ra khi nói cái câu đó không có suy nghĩ. Bởi vì khi mà nhắn tin cho cô bây giờ cô còn giữ. Nhưng mà thật sự cô tha thứ, cô không để tâm nữa. Cảm ơn em. Nếu mà không có tức giữ lại nhiều cái tình đó. Tức lắm đấy không? Không có tức. Không có tức mà nghĩ là ba mẹ cô đó
chưa có dạy cô đó cái đạo đức để làm một ca sĩ chuyên nghiệp. Tự vì nếu mà so sánh cô đó hát thì còn yếu lắm, nhưng mà khi mà cô đề cập tới, Nguyên Vũ có thấy nữa, cô đề cập tới, cô nói là thật sự mà nếu mà nói ba má của con 10 thì con mới có 4 năm cố gắng tập để mình xứng đáng mình là con của một cái người sự, nghệ sĩ có tiếng, có bao nhiêu đó không. Chứ còn cô không có buồn đó, cô không có buồn thiệt đó, thấy chưa? Thiệt đó. Thiệt. Thật. Em nghĩ gì nè, cha mẹ thì lúc nào cũng muốn cho con mình đàng hoàng, tốt với là đời được nhiều tiếng khen. Nhưng mà làm sao mà hiểu được cái lòng dạ của đứa trẻ được? Nhiều khi là cha mẹ dạy như thế, dạy tốt cho con nhiều điều, nhưng mà nhiều khi đó là chị xui vừa gặp nó là đứa ta tiêu luôn. Ráng cầu nguyện trước khi mà chấm thí sinh, ráng đừng gặp thí sinh kiểu đó. Em rồi vậy đi. Chứ còn mình không có thể làm vừa lòng được tất cả. Có nhiều khi các em nào cũng hát hay hết á, nhưng mà cái ngày đó tự nhiên giống như một người tennis vậy, cái sức khỏe không có, hát không có truyền cảm, bắt buộc là tại sao tập trước hát hay. Triệu Lâm cũng bị nè, Triệu Lâm bị là con nói liền, bữa nay con hát dở, con hát yếu, con hát cái bài Túy Ca hay bao nhiêu á, là cái hai mùa mưa mưa nửa đêm giờ nó hát yếu, nó hát giống như người bệnh mới ra khỏi giường. Thành ra nó tùy theo cái sức khỏe, tùy theo cái bài mình lựa đó, rất là khó. Thành ra ngồi ở mấy người này nè cũng khó khăn lắm, chứ không phải dễ mà ngồi làm giám khảo đâu. Tôi với chị cũng bị vụ này hoài à, hát không vừa lòng chính bản thân mình cũng có hoài à. Thành ra đừng nói chị mấy em, thành ra mình cố gắng được như thế nào thì tốt thì hãy lấy từng bài hát, từng cái buổi ra mắt hát cho khán giả nghe, mình hát thật là hết lòng thì cái bắt phải những cái sơ sót nó cũng hạn chế đi, chứ đừng mình có nghĩ một cách hơi đợt thì cái sự mà làm cho khán giả không có vui nó sẽ nặng nề hơn. Thì em nghĩ là vậy. Những người ca sĩ đã mấy chục năm rồi hát cũng vẫn có đêm về trăn trở và tức tối trong lòng, mình không có làm vừa ý khán giả, chính bản thân mình biết rồi đó. Là như vậy, thành ra là rất thông cảm cho các em, không có cái gì nặng nề hết. Các em cứ nghĩa là phát huy hết khả năng, các em cứ hát cho thật hay, hát cho hết mình thì các em sẽ thấy cái kết quả đến chị với các em như thế nào. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Dung ở Hải Châu. Tiếp tục câu hỏi của